Các bác đã quay trở lại với kênh YouTube đồ xưa chiến huynh chúng em. Hôm nay clip số 99 ạ. Cơ sở em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác những clip vừa qua đã ủng hộ bên cơ sở em rất là nhiều ạ. Cơ sở em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định và số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên cơ sở em là bốn 446. Clip của bên cơ sở em sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 trưa hàng ngày ạ. Và bên hôm nay cơ sở em sẽ giới thiệu đến các bác về một số sản phẩm như một bộ ba và bàn tròn và một bộ bàn ghế ăn long uy và một số tranh treo tường ạ. Và bây giờ vào clip đầu tiên số 99 này Cơ sở giới thiệu đến các bác về một bộ ba Và hôm nay cơ sở sẽ giới thiệu đến các bác về một bộ ba của các bác nhé, bộ tròn ạ và, và, trước tiên em xin giới thiệu đến các bác một chiếc khay trà trước ạ Và khay trà trên này em sẽ giới thiệu trước ạ Khay trà này có kích thước là 24 Ngang 24 và chiều dài là 38cm các bác nhé Và chiều cao là 12cm chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam và được cẩn gỗ xưa và cẩn ngà. Vâng, okay, xin lỗi các bác, được cẩn uh, ốc sa cờ Singapore được cảnh tích là nhĩ thập tứ hiếu ạ. À. Ốc cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. ở bên dưới này cẩn dây neo liên chi này. Đó bao đẹp cho các bác luôn. Ốc sa cơ Singapore bảy màu cực kỳ là đẹp ạ. Đó bên trên này cẩn cảnh đồng quê các bác nhá. Mặt trên này cẩn cảnh đồng quê này. Đó cảnh đồng quê sông nước cực kỳ là đẹp luôn. Trên nền là gỗ chắc ta đó, mặt sau đây bao đẹp cho các bác luôn nhé không một nỗi nằm gì Đó, với một chiếc khách tra này cơ sở mình xin giao lưu cho các bác giá là 4 triệu 2 4 triệu 2 là bao phí ship cho các bác luôn các bác nhé Đó, được sản phẩm được chế tác tại cơ sở chiến hành mình chúng em hàng không qua trung gian các bác nhé để có hoàn toàn yên tâm về giá cả cũng như là chế độ bảo hành của bên cơ sở em sản phẩm bên cơ sở em là sẽ vận chuyển giao nuôi cho các bác trên toàn quốc ạ miền bắc miền nam miền tây sài gòn bên cơ sở đều có xe và vận chuyển tại nhà cho các bác và lắp ráp tại nhà luôn nên các bác hoàn toàn yên tâm về cái khâu vận chuyển của bên cơ sở em và tiếp tục cơ sở giới thiệu đến các bác về một bộ ba ở bộ này gồm có ba món các bác nhé gồm có hai ghế gồm có hai ghế này quạt vào một bàn tròn Đấy, nó sẽ đo về thông số trước cho các bác cũng được tham khảo ạ mặt bàn đường tròn là 70 cm và chiều cao là 80, ghế đơn chiều ngang 52 và chiều sâu 41cm và tổng chiều cao là 100cm. Bộ này gồm có 3 món và chất liệu nào cũng hữu các bác nhé. Trước tiên em sẽ quay cho các bác về phần chiếc ghế trước ạ. Đó, chiếc ghế đơn này, trên này cần dây sóc nho các bác nhé. Ở cực kỳ là kỹ luôn, Đó, các phần rẻ nan này được cần dây sóc nho, dây neo cực kỳ đẹp ạ. Các phần tay này đều được cơ sở cẩn hết các bác nhé. Đó, các hình chấm tròn này kiểu sờ cật cực kỳ là kỹ luôn, cũng như phần chân này, những dây neo này, liên chi cực kỳ là đẹp, và dáng thì cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. và tiếp tục cơ sở giới thiệu đến các về một chiếc bàn tròn này, đó, mặt này cật cực kỳ là đẹp rồi, khung ngoài này cảnh ô bàn và những dây neo liên chi ạ, cảnh tích bắt tiên du xuân các bác nhé, cảnh tích bắt tiên du xuân này cực kỳ là đẹp, ốc Singapore bảy màu các bác nhé và bảo đẹp cho các bác luôn sản phẩm hiện tại đang có bên cơ sở trên hai bên chứng em đó, hiện tại là sản phẩm này đang ở cơ sở số 2 các bác nhé đó bác nào ở gần thì có thể hiện tại cơ sở của em để xem trực tiếp nhất ở xa thì kết bạn với em số điện thoại Zalo 097 338 -146. em sẽ chụp hình thêm cho các bác ạ và chiếc bàn này gồm có 3 chân các bác nhé chân này cũng đều được cật luôn đó, các bác thể đến gần xem chi tiết hơn về cái phần chân này cơ sở đều được cật luôn các bác nhé Ờ, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Với một bộ ba món này, cơ sở cũng xin báo giá luôn cho các bác luôn. Giá năm 17 triệu các bác nhé. 17 triệu là một bộ ba món này, gồm có hai ghế và một bàn. đó, ờ, các bàn này các bác thể để kê ở không tường các bác nhá. Chúng ta để ngồi uống trà, thờ trà trên cái bàn này cực kỳ là đẹp và sang trọng, đẳng cấp luôn. Ờ, với một bộ bàn này giá chỉ mười bảy triệu à. bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác nào. Ngồi cực kỳ là thoải mái luôn các bác nhé. Đấy, em đang ngồi thử cho các bác này bên này chúng ta để cái khay trà hay là ấm trà tách trà ở đây và thưởng trà thẩm trà trên bộ bàn này thì cực kỳ là sang trọng và lịch sự ạ và tiếp tục cơ sở giới thiệu thêm cho các bác về số 99 này cơ sở giới thiệu đến các bác về một bộ bàn ghế ăn uy ở bộ này gồm có 9 món ạ 8 ghế và một bàn được cẩn ốc xa cử chất liệu miền Bắc em thường gọi là gỗ vụ miền Nam miền Tây thì gọi là họ mặt mặt ạ bàn này kích thước là 130 cm và chiều cao là 7 chiều cao là 75 cm các bác nhá. Đó lại cho các bác luôn này. Chiều cao là 78 cm và cao 78 cm. Có ghế đơn, kích thước chiều ngang 50 x 42 và cao là 113 cm. Em sẽ quay về các bác về phần mặt bàn này. Cực kỳ là đẹp rồi, cả cực kỳ đẳng cấp và cẩn thì cực kỳ là dày luôn các bác nhá. Khung tranh ngoài này, cơ sở em cẩn các đồng tiền nối nhau các bác nhá và bên trong những ô van và những đường dây neo liên chi các bác thể thấy đây cực kỳ đẹp ạ cũng như là phần bên trong này những đồng tiền chữ thọ này bên trong là cần cạch tích là bách điểu các bác nhé tùng hạc bách điểu này đó cực kỳ đẹp luôn bác là xem không rõ có thể liên hệ trực tiếp cơ sở em nó sẽ chụp hình thêm cho các bác cũng được tham khảo ạ độ trùng này dán độ trùng là 12 cm các bác nhé đó độ trùng của yếm đây là 12 cm và đục chạm là hoa lá tay và kết hợp với cật cả theo hình vòng tròn của chiếc mặt bàn luôn chân phần chân cũng đều được đục chạm này bốn con năn có bác nhé. chân này gồm có bốn chân trụ ạ bốn con năn và đều được cẩn ốc phần bên chân dưới ạ chất liệu được gỗ gụ miền bắc em gọi là gụ miền nam miền tây thì gọi là gỗ mật cụ mật ạ và tiếp tục em sẽ giới thiệu đến các bác về một chiếc ghế đơn em sẽ quay đại diện cho các bác một chiếc các bác nhé đó, vì vì sao thời hạn có hạn thì em chỉ quay đại diện cho một chiếc ạ tám chiếc thì giống nhau ghế giống nhau ạ đó gỗ vụ các bác nhé những bông hoa này cơ sở đều sen nọng hết ạ, xen nọng và phối màu ốc thì cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Có thể là bên ngoài là chữ thọ này, trên này, mạo trên này, đục chạm là hoa lá tây theo núi lâu uy tên cổ thì đó. đó các trụ này, cẩn những dây neo liên chi các bác nhá. Phần chân này cũng đều được cẩn này, dáng cực kỳ là cong và cực kỳ là eo luôn các bác nhá. đó. Bắt đầu xem không rõ có thể liên hệ trực tiếp cơ sở nha sẽ chụp hình hình cho các bác hàng nhà bảo đảm cho các bác luôn không một nỗi làm gì đó mặt sau đây mặt sau thì đục chạm hai con cá chép trong hồ sen và một đôi cá chép đây các bác nhé bên ngoài đục chạm này hoa lá tây này, cũng như mạo trên này đục chạm nằm hai bông hoa hồng và hoa lá tây ở cùng có năm con song tiện phần bên dưới ạ đó, bộ này cơ sở hoàn thiện cực kỳ là kỹ luôn các bác nhé Nếu các bác hoàn toàn yên tâm về tất cả các mọi khâu này như khâu chọn nạp gỗ này khâu cần ốc này, khâu hoàn thiện được sản xuất trực tiếp tại cơ sở trên hai mươi em hàng không qua trung gian các bác nhé sản xuất trực tiếp tại xưởng luôn Nếu các bác hoàn toàn yên tâm về giá cả của bên cơ sở em và một bộ bàn ăn chín món này cơ sở ra lưu cho các bác giá là 65 triệu 65 triệu bao với ship cho các bác luôn và hôm nay những ngày cuối năm là cơ sở sẽ giảm giá cho các bác về một số sản phẩm bác đó báo đẹp cho các bác luôn nhá, 65 triệu bao phí ship vận chuyển trên toàn quốc cho các bác ạ. Đó, và tiếp tục về sản phẩm tiếp theo, bên trên đây em đang treo một đôi tranh uh, cha mẹ các bác nhá. Một đôi tranh cha mẹ được đục chạm là một quả bí ạ, một dàn bí, một quả bí to và một dàn. Có kích thước là chiều ngang 30 và chiều cao là 117 cm. với những dòng chữ là phúc đức ạ, nói về người cha, người mẹ một bên là nói về người mẹ và mẹ yêu tất cả cánh cổng nuôi con và cơ sở cả một cánh cảnh là một người mẹ đang đi trên một con cầu các bác nhá họ một người mẹ đang cánh có cực kỳ đẹp ngon và những người nông dân đang đi cây núa phần bên dưới ạ và bên đây một cảnh nói về người cha thương cha xuôi ngược giữa dòng họ một người cha này đang chèo thuyền các bác nhá đó một người cha đang chèo thuyền và một cảnh là một người nông dân đang đi câu cá tất cả nói về cảnh nói về người cha người mẹ những người nuôi dưỡng nên mình ở cơ sở đã chọn lọc ra những câu nói cực kỳ là ý nghĩa và đã cản nên một đôi tranh cha mẹ các bác là cháu ở trong phòng khách cực kỳ là ý nghĩa luôn các bác nhé nói nên những người nuôi dưỡng sinh thành nên mình đôi này cơ sở ra nuôi cho các bác giá là 6 triệu rưỡi 6 triệu 500k ba phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn ở bác nào quan tâm mà hay xem video thấy hay thế đẹp có thể cho cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ bên cơ sở em ngày phát triển cũng như là làm nhiều video hơn nữa để giới thiệu đến các bác về tất cả các sản phẩm mới của bên cơ sở đồ xưa trên hình mình chúng em à. ạ vâng và tiếp tục về clip số 99 này cơ sở em giới thiệu đến các bác về một bức tranh cảnh phù thê viên mãn một đôi yến ương cực kỳ là đẹp ạ à. có phù thê viên mãn các bác nhé bức này chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là khó mật cũng mà ạ kích thước dài là 119 cm cao 51 có cảnh là phù thê viên mãn các bác nhé khung ngoài này, khung ngoài 6 cm và độ dày là ba cm đang và ná cực kỳ là dài luôn các bác nhá ná một phải xe năm cảnh là một đôi yên ương cảnh là phu thê viên mãn các bác nhá các bác thể thấy em sẽ quay gần để cho các xem thấy cái độ nghệ thuật kỹ thuật ở bức tranh phu thê này từng bông bông hoa cúc các bác nhá bông hoa cúc này đều được xe nặng hết ạ à. cũng như phần chi, phần cánh chim này đó, phần đôi yên ương này đều được cơ sở xe nặng và phối màu nó cực kỳ là nổi bật luôn các bác nhá ốc singapore bảy màu cực kỳ đẹp ạ à. đó cảnh phu thê viên mãn này nói đến tình cảm vợ chồng bền chặt à. đó đúng như một đôi yên ương này Phù thê viên mãn các bác nhá và một bức tranh cảnh phù thê viên mãn này chất liệu là gỗ gu à cơ sở gia cho các bác giá là 8 triệu ạ à. 8 triệu một bức các bác nhá bao phí ship cho các bác luôn các bác kiểm tra hàng đúng hàng đúng chất lượng các bác thanh toán à. ốc Singapore bảy màu cực kỳ là đẹp luôn có nhá khung ngoài cảnh ô và những dây neo liên chi đấy à. đó, bác nào xem không rõ có thể liên hệ cơ sở em sẽ à. chụp hình thêm cho các bác cũng được tham khảo qua số điện thoại Zalo ạ à cơ sở em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Và tiếp tục về sản phẩm tiếp theo cũng là cuối clip của ngày hôm nay, ở clip số 99 này, cơ sở giới thiệu thêm cho các bác về một đôi tranh cha mẹ ở kích thước chiều ngang 30 và chiều cao là 117 cm, cũng hai chữ là phúc đức ạ. Và cảnh người cha người mẹ. Bên này em sẽ giới thiệu đến các bác về cảnh cảnh là người cha, cha thương cha xuôi ngược giữa dòng. Đó và người mẹ mẹ yêu tất cả cánh gồng nuôi con và những câu nói này là cực kỳ là ý nghĩa luôn những cơ sở đã chọn lọc ra những câu nói cực kỳ là hay nói về người cha người mẹ những người nuôi dưỡng sinh thành nên mình được cơ sở đã chọn lọc ra và đã cẩn lên một đôi tranh cha mẹ với dòng chữ là phúc đức này cực kỳ là ý nghĩa luôn các bác nhé các bác nào treo ở trong phòng khách về một đôi tranh cha mẹ này thì cực kỳ là ý nghĩa luôn thể hiện tình cảm và công ơn sinh thành những người nuôi dưỡng nên mình đó, một đôi tranh cha mẹ các bác nhá giá cơ sở em lưu cho các bác giá là 5 triệu bảy ạ năm triệu bảy một đôi bao phí ship cho các bác luôn bác nào quan tâm hãy liên hệ trực tiếp cơ sở em sản phẩm hàng không qua trung gian các bác nhá được chế tác tại cơ sở đồ xưa trên hà minh chúng em Đó, có địa chỉ tại hải minh hải hậu nam định các bác nhá cơ sở em có địa chỉ tại hải minh hải hậu nam định ạ ngoài tất cả các sản phẩm này ra bác nào xem không rõ có thể liên hệ cơ sở em và các bác có thể truy cập kênh YouTube đồ xưa trên hình chúng em và tham khảo về tất cả các danh mục như nội thất phòng ăn này, phòng khách, phòng thờ và tranh treo tường. Các bác có thể tham khảo ở trên đó cũng như là lựa chọn để cho cái sản phẩm của mình phù hợp với gia đình của mình cũng như là giá cả em đã công khai trên đó rồi. Ngoài ra bên cơ sở sẽ nhận đặt hàng theo yêu cầu của các bác nhé. Tất cả các mẫu mã là các bác yêu cầu bên cơ sở đều đáp ứng hết cho các bác và cơ sở sẽ lên mô hình 3D trước khi cho các bác đặt hàng ạ. Vâng đồ xưa trên hình chúng em xin trân trọng kính chào các bác. Và hẹn gặp lại những video tiếp theo em xin chào cảm ơn và hẹn gặp lại ạ